Dạ, xin chào anh chị nha. Em tên An, đến từ kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Rẻ anh chị ơi. Hôm nay em có mặt gần với ủy ban xã Hành Tân. Cách ủy ban là chỉ có khoảng 100 mét thôi. Để gửi tới anh chị một miếng đất vườn nha. Em đang đi trên đất mình luôn. Đất vườn 1387 mét vuông. Sổ hiển thị đường đi, hướng là hướng chính nam nha anh chị. À, để em ra mặt tiền đường em quay chi tiết cho anh chị xem. Rồi em đi vào sâu trong thực tế đất ha. Đường này hiện tại á là chuẩn bị mở rộng nha. Cái cầu thì cũng đã làm, mới khánh thành đây khoảng hình như chiều nay là khánh thành luôn á chị. Đây, cầu ha, cầu rộng 3 mét. Hướng này anh chị đi khoảng 100 mét thôi là mình tới được ủy ban xã Hành Tân. Qua ủy ban một chút là tới chợ. Qua chợ một chút thì tới được đường huyện Mỏ Cày 32 và trường học. À, ra ngoài quốc lộ 60 á, là khoảng 2,5 cây số nha. Và vào ngay trung tâm của thành phố Bến Tre là khoảng 4 cây. Trên đường đi mình đi ra qua cầu Hầm Luông nè. Đây bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thì đường ra của cầu Rạch Miễu 2. Con đường này á là chuẩn bị mở rộng nha. Cầu cũng làm rộng rồi nè. Đường này là đường thông liên các ấp của xã Hành Tân. Cái hướng này ra ngoài lộ nhựa luôn anh chị. Xung quanh dân cư rất là đông ha. Hướng đất quay về đây nè là hướng chính nam. Chính nam trước đất mình có con sông nè anh chị, sông nhỏ nhỏ ha. Dạ, kế bên đây thì có một cái quán cà phê. Chiều ngang từ đây nè, ngang qua tới nửa con rạch này nè là hơn 19 mét. Chiều ngang hơn 19, chiều dài thẳng dưới là 97 ha. Trên đất hiện tại là chuối, này là chuối sáp nha anh chị. Chuối sáp, cây chủ yếu là dừa khô cho thu hoạch hàng tháng. Đất sạch sẽ, cao ráo, không có mộ nha. Cái phần này thì đó chú nuôi gà đó, nuôi gà nên cái này là cái giếng để chứa nước ngọt đó anh chị. Rồi mà anh chị mình đi một vòng đất ha. 1387 mét vuông. Đất đẹp lắm anh chị ơi. Kế bên ủy ban xã Hành Tân luôn. Đường hiện tại á, là như em thấy là đường xe 4 chỗ mình có thể vô được nha. Mở rộng thì xe 7 chỗ mình vô thoải mái rồi. Đây đó có chuồng heo nè. Đi anh, đi múc dưới luôn à. Ồ, chuồng heo cũng lớn à. Cứ nửa mưa mình chạy thẳng múc dưới ha. Tới đâu anh? Tới mương này luôn hả? Đây không? Tới đây là phía sau đất của mình nha. Đó, kế bên đây là cái hàng xóm nè. Kế bên đây hàng xóm nè. Hàng xóm mình trồng bưởi, cũng trồng dừa. Yeah. Em tới đây luôn. Ở dưới đất mình nhìn lên nha anh chị. Đất mình được chiều dài nha, dưới bên hông giáp rạch. Mình xả thải đồ thoải mái. Với kế bên này một công ha. Anh lấy sổ, lấy sổ. Cái miếng này 1387 mét vuông. Còn miếng kế bên hàng xóm mình á là cũng kêu bán luôn ha anh chị. Có hai cách cho anh chị mình chọn luôn. Một là mua miếng này, hai là mua miếng này. Ba cách chứ. Cách thứ ba mình có thể mua hết được luôn. Đó, miếng bên đây cũng hiển thị đường đi ra tới ngoài đường luôn. Dạ rồi, sẵn tiện thì em quay một vòng đất cho anh chị xem. Hai miếng đều đang trồng dừa hết nha. Đó, nước thì có nước lớn, nước rồng ra vào thoải mái luôn. Nước này mình lưu thông ra ngoài con kinh ngoài kia, con rạch lớn lớn ngoài kia. À, đất thì chủ yếu là trồng dừa. Hai miếng đều trồng dừa hết. Nhưng mà giá thì giống nhau ha anh chị. Rồi đem lấy sổ cho chị xem nha. Đây,
Đây là sổ của miếng này, 1061 m², địa chỉ là ấp Tân Thông 2, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, diện tích là 1061 m². Ha, hình thức là sử dụng chung, là hai cha con mình đứng chung một sổ anh chị, đồng sở hữu á, nhưng mà hai người đồng ý bán, đồng ý ký tên bán hết nha, không có bị tranh chấp. Cái miếng này thì được hữu cư nè, mục đích sử dụng là thuộc đất ở tại nông thôn, là hữu cư anh chị mình có 100 m, còn lại trồng cây lâu năm ha, 961 m². Thời hạn sử dụng đất ở lâu dài, đất cây lâu năm sử dụng đến ngày 9 tháng 4 năm 2057. Còn bên đây sơ đồ nè, tính sổ hiển thị là đường đi luôn ha, hướng đất là hướng nam đó, phía sau nở hậu ha, chiều ngang á là 5 m, chiều dài á là hơn 87 m, hậu là nở hậu là 16.41. miếng này thì 1.500.000 trên mét vuông nha, 1.500.000 trên mét vuông, 1.500.000 trên mét vuông nha anh chị, 1.500.000 trên mét vuông nha. Dạ. Còn cái miếng 1.300 thì bên đây, em lấy sổ cho anh chị xem. Đây sổ nè, địa chỉ là ấp Tân Thông 2, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, hang diện tích 1.387.6 m², hình thức là sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến ngày 9 tháng 4 năm 2057. Thì bên đây sơ đồ nè, sổ đều hiển thị đường đi hết nha anh chị, chiều ngang hơn 19, chiều dài là hơn 97 m, cũng đồng giá luôn là 1.500.000 trên mét vuông, là tính ra là 2.080.000.000 nha, miếng này nè 2.080.000.000. Bán thì bán lẻ hết nha anh chị, chị mua miếng này hoặc là mua hết vẫn được đó, rất là nhiều cách cho anh chị mình chọn luôn ha. Còn muốn lên thổ cư thì mình muốn lên thổ cư mình về đây mình nộp đơn, mình đăng ký ha. Mình lên thổ cư nha chị, giá lên thổ cư khu vực này thì chỉ có vài trăm ngàn trên mét vuông thôi. Dạ. À, dạ mùi chích. À dạ rồi, em cũng xin dừng video tại đây nha, rất là chân thành cảm ơn chị mình đã xem cuối video, chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe nha. Mỗi lượt xem, chia sẻ, lượt bình luận đó của anh chị là nguồn động lực để em làm những video tốt hơn ha. Bây giờ thì chắc có lẽ em sẽ đi từ đây nè, chạy ra ngoài hướng chợ cho anh chị xem. Càng về sâu khu vực chợ á, là dân cư tiện ích cực kỳ nhiều luôn. Trong khoảng một năm nay thôi, anh thấy là thay đổi lên từng ngày luôn á chị đó, cơ sở hạ tầng thì đường xá, trường học, ủy ban đều được đầu tư rất là bài bản ha. À, cái view này câu cá là đẹp lắm nè. Đây là khu vực của ủy ban xã nha, hai bên đều có vỉa hè đẹp quá anh chị ha, ủy ban xã Thanh Tân nè, kế bên thứ ba thì có công an, thì ban chỉ huy quân sự. Đây là chợ nha, chợ Thanh Tân. Bây giờ 11 giờ trưa rồi, cũng tan chợ rồi. Buổi chiều á mình có thể đi ngay chỗ chợ Thanh Tân có chợ chiều quá chị, đặc biệt là chỉ bán vào buổi chiều thôi nha. Dạ, lâu nữa là đường huyện Mỏ Cày 32 nha, khu vực này thì kinh doanh nhiều ha, đường huyện Mỏ Cày 32 đó. Cái hướng này trở về
cầu Trường Thịnh, trung tâm huyện Mỏ Cày Bắc rồi á. Đường này cũng đang lỗ nhựa nha chị, đang nâng cấp, đang đổ nhựa nè. Bên đây là trường học. À tuyệt vời ha, một miếng đất kế với ủy ban. À đường trung học cơ sở kế bên ủy ban, gần với chợ, gần với trường học nữa. Và đặc biệt là chuẩn bị một tập xe đó chị. Cho chị mình về đây mình xây nhà nghỉ dưỡng ha, cư lâu dài. Từ bến xe bên đây là chị ở đây là khoảng hơn 80 cây số thôi, hơn 80 cây số rồi nha chị. Cái hướng này á là mình đi ra ngoài quốc lộ 60 vòng xây của anh Tân á. À, và đi vào ngay trung tâm của thành phố Bến Tre một hướng, còn một hướng mình trở về khu đô thị cụm công nghiệp của Tân Thành Bình, xuống tới thị trấn trấn Mỏ Cày thì biển Thành Phú qua bên Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang rồi á. Dạ rồi, em cũng xin dừng video tại đây nha, rất là chân thành cảm ơn chị mình đã xem cuối video. Chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe nha, đầu tư thì xin lời, mua bán được lợi, tìm được những thắng ưng ý với mình nha chị. Mỗi lượt xem, lượt chia sẻ, lượt comment, thì lượt like của anh chị á là một nguồn động lực lớn nhất quý báu để cho tụi em làm những video tốt hơn nha chị. Rồi bye bye mọi người nha.